Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tăng cường lực lượng an ninh cơ sở vì coi dân là kẻ thù. Ngày 3 tháng 4, AFA tiếng Việt có bài Luật lực, lực lượng an ninh cơ sở tăng cường mạng lưới giám sát dân. Theo đó, tại hội nghị ngành công an được tổ chức ở Hà Nội ngày 2 tháng 4, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã đề nghị cục pháp chế và cải các cách hành chính, tư pháp xác định vị trí, tầm quan trọng của lực lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và các nhiệm vụ công tác trọng tâm để triển khai thi hành. AFA dẫn lời anh Trần Anh Quân, một người hoạt động xã hội tại Sài Gòn cho rằng, đối với tên gọi thì nên sửa thành lực lượng bảo kê mới đúng hơn, vì trên thực tế công an hiện đã luồn sâu vào từng ngóc ngách xã hội để kiểm soát người dân, nhưng tội phạm càng ngày càng tăng. Có những tụ điểm đá gà, cờ bạc do chính công an quản lý cho phép hoạt động thì rõ ràng đây là bảo kê tội phạm chứ không phải bảo vệ người dân. Lực lượng công an chính quy hiện nay đã có mặt tại từng xã, từng địa phương, cùng với gần 300.000 dân phố, dân phòng, công an xã bán chuyên, nhưng tất cả vẫn không thể đảm bảo được an ninh xã hội. Tức là đông nhưng không có chất lượng, làm thất thoát ngân sách lên tới 3.500 tỷ đồng mỗi năm mà vẫn không bảo vệ được an ninh trật tự. Và đây là hình bài trên AFA. Afa cũng dẫn lời cựu trung tá quân đội vũ minh trí từ hà nội cho rằng bộ máy an ninh cảnh sát giờ thêm lực lượng an ninh cơ sở là phình ra quá lớn việt nam luôn nêu cao vai trò của dân như công an nhân dân quân đội nhân dân và từ khi mới thành lập chế độ này đã nhấn mạnh thế trận lòng dân trong quốc phòng lẫn an ninh nhưng thực sự ra tóm lại không được lòng dân tôi nghĩ một khi đã mất lòng dân dân đã không tin không giúp đỡ không tạo điều kiện không hỗ trợ thì lực lượng an ninh quân đội có tăng quân số lớn đến bao nhiêu vẫn không đảm bảo được trật tự an toàn xã hội. Ông Tô Lâm khi phát biểu trước Quốc hội có nói, dân biết hết nhưng công an không biết, chính quyền không biết. Tôi thấy ông Tô Lâm đã nhìn ra được bản chất của vấn đề, tức là cơ bản nhất vẫn là phải ở dân. Nhưng dân biết hết, người ta không báo cho công an, có nghĩa là giữa công an đã có khoảng cách với dân. Ngày xưa chúng tôi hay nói đùa, quân với dân như cá với nước thì bây giờ quân với dân như cá với thớt. Người ta không tin, người ta không giúp, không hỗ trợ chính quyền. Vì chính quyền không thuộc nhân dân, không phục vụ lợi ích nhân dân, nên người ta mặc kệ. Và đây là hình lực lượng công an hùng hậu. Luật sư Đặng Đình Mạnh từ Hoa Kỳ nói với AFA rằng, việc làm của Bộ Công an cho thật rõ hơn về bản chất phản động của chế độ qua một số điểm như sau. Thứ nhất, trong thời bình, Tại sao lại cần gia tăng gần cả 300.000 người cho lực lượng bảo vệ an ninh trật tự? Phải chăng Bộ Công an với quân số chính quy cực lớn chiếm ngân sách vượt gấp nhiều lần so với khoản ngân sách dành cho các ngành dân sinh như giáo dục, y tế, nhưng lại tỏ ra rất kém cỏi về hiệu quả đến mức phải thành lập thêm lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự? Thứ hai, theo luật sư Mạnh về phương diện kinh tế, với gần 300.000 người tham gia lực lượng thì nền kinh tế sẽ mất ngần ấy người lao động chưa kể phải lo ngân sách để duy trì việc trả lương cho họ. Thứ ba, Bộ Công an không hề che giấu mục tiêu trình quốc hội thông qua luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Theo đó, họ sẽ thành lập các nhóm bảo vệ an ninh, trật tự đến từng tận tổ dân phố, thôn trong cả nước. Cho thấy, chế độ vẫn luôn xem nhân dân như là thế lực thù địch tiềm tàng nên cần phải bổ sung thêm lực lượng để kiểm soát chặt chẽ họ. Thứ tư, từ, từ năm 2011, Bộ công an đã từng được Quốc hội phân công việc soạn thảo các dự án luật biểu tình, luật lập hội. Thế nhưng, họ đã hẹn nhiều lần cho đến nay, trong khi đó, họ liên tục trình các dự án luật với mục đích nhằm khống chế, kiểm soát chặt chẽ và đàn áp các quyền tự do căn bản đối với người dân. Điều này đã thể hiện rõ bản chất độc tài thông qua giải pháp công an trị của chế độ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin tăng cường lực lượng an ninh cơ sở vì có dân là kẻ thù. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Người Việt quan tâm đến đói nghèo, việc làm, tăng trưởng kinh tế và tham nhũng. Ngày 3 tháng 4, BBC Tiếng Việt cho hay, báo Papi, người Việt lo lắng về tham nhũng và thu nhập hộ gia đình. Được biết, Papi là chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam của chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc. Báo cáo này được thực hiện bằng cách khảo sát 19.536 người dân là cử tri trên phạm vi toàn quốc. BBC cho biết chỉ số kiểm soát tham nhũng trong khu vực công tại Hà Nội và Sài Gòn đều thuộc mức trung bình thấp. Và đây là hình tin trên cổng thông tin chính phủ Việt Nam. Điều nực cười là trang Facebook thông tin chính phủ Việt Nam đánh giá rằng người dân có đánh giá cao hiệu quả phòng chống tham nhũng. Trong khi đó, theo báo Bà cảm nhận của người dân là có sự cải thiện trong hiệu quả phòng chống tham nhũng, chứ không phải đánh giá cao. BBC dẫn báo cáo cho thấy có 4 trên 8 chỉ số nội dung Bà có chiều hướng giảm sút bao gồm tham gia của người dân ở cấp cơ sở công khai minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương, trách nhiệm giải trình với người dân, thủ tục hành chính công. Hai nội dung khác hầu như không thay đổi là cung ứng dịch vụ công và quản trị môi trường. Hai nội dung còn lại là quản trị điện tử có gia tăng và kiểm soát tham nhũng trong khu vực công tăng ở mức khiêm tốn. Theo BBC, về kinh tế, người dân Việt Nam đang có xu hướng gia tăng sự bi quan cả về tình hình phát triển kinh tế cấp quốc gia và thu nhập cấp hộ gia đình ngay cả nhóm có mức thu nhập cao cũng dần mất đi sự lạc quan về nền kinh tế Việt Nam. Và đây là hình 8 chỉ số của Barbie. Theo chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc, mối quan ngại của người dân có ý nghĩa lớn, đặc biệt là khi người lao động phải dùng đến các nguồn tiền tiết kiệm, bao gồm bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, có chưa đến 30% số người được khảo sát có bảo hiểm xã hội. Đáng chú ý nhất, vẫn theo BBC, có lẽ là hai chỉ số kiểm soát tham nhũng trong khu vực công và công khai minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương đều ở mức trung bình cao và tăng ở mức khiêm tốn. Hai yếu tố này được chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc đánh giá là trụ cột then chốt tạo nền móng cho một nền quản trị hành chính hoạt động minh bạch, trong sạch và hiệu quả và có mối tương quan chặt chẽ nhất với chỉ tiêu đánh giá mức độ hài lòng chung của người dân đối với các cấp chính quyền. BBC cũng cho biết về công khai minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương và vì cho thấy tính hiệu quả có xu hướng giảm sút. Chỉ số này năm 2023 là 5,16, thấp nhất tính từ năm 2020. Sự sụt giảm của chỉ số này là do sự sụt giảm mạnh của cả công khai thu chi ngân sách cấp xã và công khai danh sách hộ nghèo. Và đây là hình một nền kinh tế điều hưu. Tương tự, chỉ số trách nhiệm giải trình với người dân giảm liên tiếp trong vòng 4 năm gần đây, từ 4,91 vào năm 2020 xuống còn 4,24 vào năm 2023. BBC dẫn lời bà Delry Nifralun, đại sứ Cộng hòa Ireland tại Việt Nam cho biết, đói nghèo và việc làm vẫn là những vấn đề người dân quan ngại nhất theo kết quả khảo sát Barbie năm 2023. Cụ thể, báo cáo cho thấy đói nghèo, việc làm và tăng trưởng kinh tế là ba yếu tố nhận được nhiều quan tâm nhất so với những vấn đề quản trị hay xã hội khác. Điều này phần nào phản ánh những thách thức về kinh tế và việc làm của Việt Nam trong năm 2023. Theo đó, đói nghèo vẫn luôn là mối quan ngại hàng đầu của người dân từ năm 2015 đến nay. Tỷ lệ quan ngại của người dân về việc làm tăng 2,7%, còn về thu nhập tăng 1,3%. Xu hướng này còn được phản ánh rõ hơn qua việc có 26% người trả lời cho biết tình hình kinh tế hộ gia đình của họ hiện nay kém hơn so với 5 năm trước. Đây là mức tỷ lệ cao nhất từ năm 2011 đến nay, ngoại trừ năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Người Việt Nam quan tâm đến đói nghèo, việc làm, tăng trưởng kinh tế và tham nhũng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.